Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh YouTube của Mark Home. Ngày nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một mẫu nhà 2 tầng rất là đẹp, rất là hiện đại, được Mark Home thiết kế thi công trọn gói do gia đình nhà anh Lê Văn Hùng, địa điểm là tại Thiều Xá 1, Cầu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa. Đây là công trình mà gia đình nhà anh Hùng đã và đang cùng với các kiến trúc sư và kỹ sư của Mark Home làm việc trong suốt thời gian vừa qua. Như các bạn đã thấy rồi, các thiết kế của Mark Home nó luôn đẳng cấp và luôn khác biệt. Đặc biệt là Mark Home lại là đơn vị hiện tại đang là đơn vị lớn nhất trong cái lĩnh vực thiết kế và xây dựng trọn gói. Xu hướng thi công trọn gói ngày nay nó đang là một trong những xu hướng tất yếu của thời đại. Khi mà xã hội ngày một phát triển, khi mà đất nước ngày một đổi mới thì cái cách xây một căn nhà của chúng ta nó đã thay đổi hoàn toàn. So với lại việc trước đây thì chúng ta phải tự đi chọn thợ, tự đi mua vật tư vật liệu, rồi là tự đi chỉ cho thợ hàng ngày phải làm việc này, phải làm việc kia, rồi tận dụng từng bao xi viên gạch. Nhưng với ngày nay thì khác hoàn toàn. Với ngày nay thì chúng ta sẽ lên bộ hồ sơ thiết kế, rồi chúng ta sẽ đưa ra một cái dự toán tổng thể chọn gói không phát sinh. Và từ đấy thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái hợp đồng chọn gói đấy để chúng ta ký kết hợp đồng với nhau. Dĩ nhiên là những vật tư vật liệu chúng ta đã thỏa thuận và ký kết mẫu trước rồi. Thế nên là các bạn hoàn toàn yên tâm là trong quá trình xây dựng là chúng tôi sẽ sử dụng đúng vật tư vật liệu như cam kết ban đầu. Một cái câu hỏi mà nhiều người sẽ đặt ra là gì ạ? Là xây dựng trọn gói với lại tự xây dựng thì chi phí nó khác nhau như thế nào? Thì theo cá nhân tôi đã làm hơn 10 năm rồi, thì trong cái lĩnh vực xây dựng trọn gói so với lại chúng ta tự xây dựng thì nó không khác nhau. Sự không khác nhau ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là các vật tư vật liệu mà do công ty mua thì bao giờ cũng sẽ được chiết khấu lớn hơn mà quý khách hàng tự mua. Bởi vì chúng tôi mua trên danh nghĩa là các đại lý cấp 1, thế nên là bao giờ cũng sẽ được chiết khấu cao hơn và được chiết khấu nhiều hơn. Và ngược lại thì khi mà làm trọn gói thì quý khách hàng sẽ được thêm những cái dịch vụ rất là tốt, ví dụ như chế độ bảo hành bảo trì sau này này, sau khi bàn giao rồi. Hai là chúng ta trong cái quá trình chúng ta sẽ được tiếp cận với nhiều công nghệ máy móc hiện đại, với lại nhiều những chuyên gia kỹ thuật hàng đầu Việt Nam hiện nay. Thế nên là xây dựng trọn gói nó sẽ là một trong những cái xu hướng tất yếu của thời đại ngày nay. Trước khi đi vào trong chi tiết công trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu chúng tôi đến từ Mark Home. Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế thi công trọn gói hàng đầu Việt Nam hiện nay. Hiện tại Mark Home đã có 9 chi nhánh trên toàn quốc với hơn 100 nhân sự. Bạn nào ở xa bên nước ngoài liên hệ qua số hotline chúng tôi là 0964458858 hoặc là 0828133333. Đây là hai số chúng tôi có Zalo sẽ hỗ trợ các bạn bất kể ngày hay đêm, thứ bảy hay là chủ nhật đều nhân viên túc trực. Mark Home vừa mới ra thêm một thương hiệu mới là King Luxury. Đây là dòng thương hiệu chuyên về lâu đài, biệt phủ và xây dựng những căn biệt thự cao cấp. Nếu như các bạn vô tình đi đâu đấy, các bạn sẽ thấy những biển bảng mà mang thương hiệu King Luxury thì các bạn đừng quá ngạc nhiên, bởi vì các thương hiệu đấy đều nằm trong chuỗi hệ thống của Mark Home. Bạn nào muốn xem lại video hay mẫu nhà đẹp, chúng ta có thể truy cập vào trong website Mark Home, tên miền là thiết kế thi công trọn gói.com. Bên trong này chúng ta có rất nhiều các chương trình khuyến mãi đầu năm, chương trình tri ân khách hàng dịp đầu xuân năm mới. Đặc biệt là chương trình hỗ trợ vay vốn ngân hàng, chúng ta vẫn là một trong những cái chương trình được nhiều khách hàng lựa chọn. Bởi vì sao? Bởi vì xây nhà ngày nay thì chúng ta không cần phải có quá nhiều tiền, không cần phải có đủ tiền, chúng ta vẫn xây được những căn nhà đẹp. Đấy chính là do những cái chính sách mà hiện tại chỉ một mình Mark Home mới làm được thôi. Đó chính là hỗ trợ ngay lập tức 75% giá trị công trình nếu như khách hàng thiếu tiền. Mà chúng ta không phải làm rất nhiều thủ tục, nó mất thời gian. Mọi thủ tục đã có những chuyên viên tư vấn của Mark Home hỗ trợ các bạn. Quay trở lại mẫu hôm nay, chúng ta thấy rằng đây là một mẫu mang đậm thiết kế của Mark Home, với phong cách hơi thiên tân cổ điển một chút nhưng nó vẫn toát lên vẻ sang trọng, hiện đại và lịch lãm trong cái thiết kế. Đặc điểm đầu tiên chúng ta nhìn thấy là công trình được khoác trên mình cái bộ áo, bộ màu sơn trắng kem, hơi thiên về ánh vàng một chút. Thì cái màu trắng ngày nay thì được mọi người sử dụng rất là nhiều, bởi vì nó tạo nên cái sự sang trọng cho công trình, nó không quá màu mè như ngày xưa. Ngày xưa thì rõ ràng chúng ta thấy những cái màu xanh rồi màu cam, màu vàng được sử dụng rất nhiều, nhưng mà với ngày nay càng đơn giản thì càng tốt. Hai nữa là các bạn sẽ thấy được cái phần cửa chính chúng ta đang sử dụng là cửa gỗ lim Nam Phi, nhưng mà với ngày nay thì tôi khuyên các bạn rằng chúng ta hãy nên chuyển sang cửa thép vân gỗ. Cửa thép vân gỗ thì các bạn có thể lựa chọn rất nhiều loại vân gỗ khác nhau, màu sắc khác nhau, đậm nhạt theo ý thích, mà nó giống hệt cửa gỗ tự nhiên, nhưng tuy nhiên độ bền của nó thì tôi khẳng định rằng nó hơn cửa gỗ tự nhiên rất là nhiều, bởi vì cái khí hậu Việt Nam của chúng ta không phù hợp với lại những dòng cửa gỗ tự nhiên. Còn lại cửa sổ thì chắc chắn là chúng ta phải sử dụng cửa nhôm hệ rồi. Nhôm hệ ngày nay thì chúng ta có một số dòng như thế, nhôm hệ Việt Pháp, nhôm hệ Sinfa, Eurowindow, rồi PMA, rất nhiều dòng. Kính chúng ta thường hay sử dụng là kính 6L38 hoặc là 8L38. Đơn giá của nó có trên thị trường nó chỉ dao động vào đâu đấy 1.5 triệu đến 2.5 triệu một mét vuông thôi. Nó khá là phù hợp với lại cái nhu cầu của chúng ta.
Phần mái ngói chúng tôi đang sử dụng là ngói Fuji của Nhật, hoặc là ngói Bright, hoặc là ngói Romantic, tùy theo cái nhu cầu và giá thành của chủ nhà. Các bạn thấy đây, chúng ta có một phần sân chơi cũng khá là rộng rãi. Đấy, phần sân chơi của chúng ta khá là đẹp. Còn đây là phần phước cảnh nhìn từ trên mái xuống. Với cái biện pháp thi công mái thì chúng ta thường, ngày nay chúng ta thường thấy rằng chúng ta đang sử dụng là hệ vỉ kèo. Vỉ kèo có thể là hệ vỉ kèo sắt hoặc là hệ vỉ kèo kẽm đều được. Nhưng mà đa số mọi người thì chúng ta thường hay sử dụng hệ vỉ kèo và dán ngói. Biện pháp này thì chi phí nó thấp mà độ bền của nó cũng khá là cao. Còn đây là hình ảnh hiện trạng chụp từ phần lan can thực tế, thì chúng ta sẽ thấy được cái khuôn viên khu đất và tiếp cận những nhà hàng xóm như thế nào. Đấy, các bạn thấy đây. Sau này thì chắc chắn chúng ta phải tháo dỡ nhà cũ rồi. Đấy, sau này thì các bạn lưu ý là trong cái quá trình xây dựng trọn gói thì chúng tôi sẽ vào tháo dỡ, và các chi phí tháo dỡ này thì chúng tôi cũng đều lo, chúng tôi đều làm được hết các bạn nhé. Tức là chủ nhà không phải đụng vào bất kỳ vấn đề gì, kể cả chủ nhà đã bên nước ngoài ký kết hợp đồng online với chúng tôi rất là thoải mái thôi. Và chúng tôi làm việc bàn giao công trình theo đúng những cái gì đã thỏa thuận và cam kết với lại gia chủ, thế nên là cái uy tín và thương hiệu của Mark Home ngày càng được vươn xa hơn. Đấy, các bạn thấy đây, đây là tiệm cắt tóc gội đầu. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau xem qua cái bộ hồ sơ. Đầu tiên thì chắc chắn chúng ta phải xem qua bộ hồ sơ thiết kế kiến trúc rồi, bởi vì kiến trúc nó là cái phần ảnh hưởng đầu tiên đến mặt bằng, đến hình khối và đến cái mỹ thuật của chúng ta. Ở trong cái hồ sơ kiến trúc này chúng ta sẽ quan tâm đến cái mặt bằng tổng thể, bởi vì nó là cái phần quan trọng, nó xác định ranh giới của khuôn viên khu đất. Do khu đất của chúng ta có một chiều là 11,8m mà và một chiều là 17m, thế nên là chúng tôi đã lựa chọn phương án là gì ạ? Là phải lấy ít nhất là hai cạnh song song. Để các bạn lưu ý nha, chúng ta lấy hai cạnh song song như tôi đã nói qua rất nhiều rồi. Mặc dù cái khuôn viên khu đất của chúng ta nó có thể vát, có thể méo, nhưng các bạn ít nhất cũng phải lấy được cho tôi từ 1 đến 2 cạnh nhà là cạnh song song với khuôn viên khu đất. Còn lại các bạn có để thoải mái để chúng ta tạo hình dáng lối đi, lối lại. Đấy, chứ nếu như chúng ta mà lấy cái khu đất chúng ta không theo một cái kích thước nào thì rõ ràng công trình của chúng ta nó sẽ bị xiên, bị méo và nó rất là xấu. Thế nên là công trình này thì chúng tôi đã lấy phía bên tay phải chúng ta là 50 phân và phía sau là 90 phân. Mục đích là gì ạ? Mục đích là chúng ta có thể là phần mái chúng ta có thể đua ra ngoài. Hai là chúng ta có thể mở được cửa sổ ra để lấy được ánh sáng, lấy được gió. Cái sự khác biệt giữa những công trình nhà lô phố, những công trình nhà vườn nó là ở điểm đấy. Rõ ràng những công trình nhà phố thì chúng ta không thể nào lấy sáng được qua những cái phần tiếp giáp bên hông được. Đấy, thế nên là những công trình nhà vườn thì bao giờ tôi cũng phải khuyên các bạn là hãy làm sao để mở rộng được cửa sổ ra bên ngoài. Còn đây là mặt bằng chi tiết không gian tầng 1. Chúng ta cùng nhân qua một chút, một cái phép tính rất là dễ dàng thôi. Chúng ta cứ lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Chiều dài của chúng ta là 9m nhân với lại chiều sâu chúng ta là 11m. Như vậy diện tích của chúng ta nó rơi vào tầm ở đâu đấy 100m2. Đây người ta gọi là diện tích sử dụng. Nó khác hoàn toàn so với lại diện tích xây dựng. Nếu như các bạn ở trong nghề thì các bạn phải hiểu rằng cái diện tích sử dụng nó là diện tích được tính ở trên mặt nền. Đấy, tức là chúng ta dùng đến đâu chúng ta sẽ tính vào đấy. Còn lại diện tích xây dựng thì chúng ta phải cộng những cái phần mái đua, lanh tô, rồi là những cái phần hệ mái ngói của chúng ta đua ra bao nhiêu thì chúng ta sẽ tính ra từ đấy. Hay còn gọi có một cái từ chuyên môn của chúng tôi gọi là giọt ranh, tức là cái phần diện tích của mái bê tông. Thì với 100m2 như thế này thì chúng tôi sẽ bố trí công trình gồm một phòng khách rộng gần 20m2. Phòng khách sẽ liên thông với khu vực cầu thang, rồi là phòng bếp ăn. Bếp ăn của chúng ta rộng 24m2. Chúng ta có một phòng ngủ dành cho ông bà ngay dưới tầng 1. Đấy, các bạn sẽ thấy được chúng ta có tận 3 lối tiếp cận. Một lối từ sảnh chính, một lối sảnh phụ và một lối đi ra sau vườn. Ngoài ra thì chúng ta có bố trí thêm một nhà vệ sinh rộng 3,7m2 nằm ở ngay phía sau cùng của ngôi nhà. Thì nói về cái biện pháp thi công hay là biện pháp thiết kế mặt bằng ấy, thì chúng ta lưu ý có những cái nguyên tắc bất di bất dịch sau. Thứ nhất là các bạn phải đặt cái la bàn phong thủy vào để chúng ta xác định được cái vị trí nào nó thuộc cung đen, vị trí nào nó thuộc cung đỏ. Với những vị trí cung đỏ thì các bạn bắt buộc ưu tiên cho phần cửa chính rồi. Rồi là hướng bếp, hướng bàn thờ, hướng cầu thang, hướng ngồi của gia chủ. Còn lại những vị trí cung đen thì chúng ta sẽ ưu tiên cho nó là bể phốt, nhà vệ sinh, hành lang, kho, những công trình phụ. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải xác định rõ cái công năng. Đấy, công năng là cái quan trọng thứ hai. Tức là nhiều khi phong thủy nó chỉ là một yếu tố cấu thành ở trong một ngôi nhà, mà công năng mới là cái yếu tố cũng
không kém phần quan trọng. Bởi vì có nhiều những cái phần mà phong thủy chúng ta tốt nhưng tuy nhiên công năng nó lại không phù hợp. Ví dụ như cầu thang chúng ta mà đặt ra trước nhà để nó vô duyên vô cùng, hay là bếp chúng ta đặt ra trước nhà mà phòng khách lại đặt sau nhà mới được hướng đẹp, thì rõ ràng nó không phù hợp. Thế nên là chúng ta phải cân đối giữa hai yếu tố đó thì chúng ta mới ra được một bản thiết kế phù hợp được. Và cái thứ ba các bạn biết là yếu tố gì không ạ? Đấy chính là giá thành. Đấy, giá thành nó sẽ quyết định được ngôi nhà. Chúng ta không thể nào chúng ta xây một ngôi nhà mà chúng ta không xác định rõ giá thành được. Đấy, các bạn phải xác định hiểu rõ được yếu tố như vậy. Lên trên tầng 2 thì chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 nhà vệ sinh chung. Hơi đáng tiếc rằng chúng ta lại không có nhà vệ sinh khép kín. Nếu là tôi thì tôi sẽ ưu tiên phòng 04 này là nhà vệ sinh khép kín. Nhưng đổi ngược lại thì chúng ta có một khu vực sân chơi khá là rộng, kết hợp với lại sân phơi. Khu vực này thì tôi rất là yêu thích. Đấy, rất yêu thích bởi vì không gian nó khá là rộng rãi, thoải mái. Và cách bố trí phòng thờ như thế này cũng rất là phù hợp. Đấy, rất là phù hợp rồi. Rồi chúng ta hãy xem qua phần mặt đứng và phần mặt cắt công trình nào. Mặt đứng công trình thì rõ ràng kích thước thông thủy ở dưới tầng 1 chúng ta đang lựa chọn là 3m9, tầng 2 đang là 3m6. Và chiều cao từ đỉnh mái đến cốt 00 của chúng ta đang là 10m45. Cái cách lựa chọn con số thông thủy như này quá là phù hợp. Bởi vì sao tôi đã luôn nhấn mạnh cho quý vị và các bạn trong các video trước là gì ạ? Là chúng ta chỉ được lựa chọn một trong số những con số là 4m2, là 3m9, là 3m6 và 3m3 thôi. Các bạn không nên lựa chọn những con số lẻ. Các bạn luôn nhớ một điều là những con số thông thủy đẹp nó là những con số chia hết cho 3. Và nó là những con số có cái cung rất là đẹp. Đấy. Những con số đấy nó sẽ tác động rất nhiều đến những cái kích thước khác, ví dụ như chiều cao của cửa chính, chiều cao cửa sổ, rồi là chiều cao của đồ nội thất như thể giường, tủ quần áo, mọi thứ nó đều liên quan đến nhau đây các bạn ạ. Nó không phải là tự ngẫu nhiên mà có đâu. Tương tự đối với lại các mặt đứng bên. Các mặt đứng bên để chúng ta thấy rõ được cái hình dáng của ngôi nhà. Và quan trọng hơn đấy chính là mặt cắt. Mặt cắt thì chúng ta sẽ biết được với vị trí nào chúng ta phải hạ cốt sàn, vị trí nào chúng ta phải nâng cốt sàn. Đấy chính là cái điểm khác biệt giữa trong cái phần mặt đứng và phần mặt cắt của công trình. Ví dụ như ban công, hành lang, nhà vệ sinh thì bắt buộc chúng ta phải hạ cốt rồi để giúp cho cái việc thoát nước của chúng ta nó trở nên nó dễ dàng hơn. Nhiều đơn vị thợ người ta không chuyên môn, thế nên người ta cứ làm trên một mặt phẳng, sau này lại người ta lại đánh dốc, nó rất là phức tạp. Bởi vì cái đấy là chưa xây nhà nhiều, chưa có kinh nghiệm nhiều đấy. Tiếp theo đấy thì chúng ta sẽ có những cái phần mặt bằng lát sàn, rồi là bóc tách chi tiết nhà vệ sinh đấy, bóc tách chi tiết cầu thang. Đấy là những cái phần không thể thiếu được. Bởi vì sao? Bởi vì cầu thang này, tôi nói chi tiết hơn cho các bạn biết được là trong cầu thang nó cũng có những cái nguyên tắc bất di bất dịch. Ví dụ như cầu thang chúng ta sẽ chia ra làm các cung bậc sinh, lão, bệnh, tử tương ứng với lại 21 bậc, 22 bậc, 23 bậc, 24 bậc và 25 bậc sẽ quay lại cái cung đầu tiên là 21. Trong cái nguyên lý thiết kế thì các bạn lưu ý rằng chúng ta không bao giờ được chọn cái bậc cuối cùng là bậc chẵn, bởi vì nó liên quan đến phong thủy là một, nó liên quan đến cái bước chân trụ của chúng ta. Đấy, các bạn kiêng kỵ là vấn đề đấy. Thứ hai là các bạn làm sao phải nới rộng cái chiều rộng cầu thang. Cái này là cái tôi đã nhắc rất nhiều nhưng hầu hết là chúng ta không để ý. Cái việc mà các bạn mà thu hẹp cầu thang quá thì cái trong cái quá trình sử dụng chúng ta rất là bí bách. Thứ hai nữa là chúng ta cảm giác đi cầu thang nó rất là nặng nề. Thế nên là các bạn hãy lưu ý, hãy dành diện tích cầu thang cho nó ít nhất được phải trên 1 mét trở lên. Đấy là nguyên tắc bất di bất dịch trong thiết kế của chúng ta. Đấy, đừng nên tiết kiệm quá, đừng nên làm bé quá. Đấy, tiếp theo đấy thì chúng ta sẽ có như thế là những cái kích thước thông thủy. Đấy là một trong những cái mà các bạn đã biết rồi, nó liên quan trực tiếp đến tài lộc và vận mệnh. Thì cái cách tra cứu thì tôi đã xin phép nói lại một chút, thì chúng ta sẽ vào trong cái mục thước lộ ban này. Các bạn chỉ việc nhập thông số thôi. Ngày nay thì Mark Home đã tích hợp vào trong này rồi, rất là dễ dàng kiểm tra cứu và rất dễ dàng đọc và hiểu. Đấy, thì chúng ta sẽ xem bằng cách là chúng ta trừ đi khuôn bao phào nẹp. Đấy, trừ đi những phần cố định, chúng ta chỉ tính trên những phần khoảng hở, khoảng sáng, những phần lọt khe thôi. Tức là trong cái kích thước 2m7 này thì chúng ta sẽ tính là 1m8 nó sẽ bao gồm hai cánh 90 phân. Đấy, thì chúng ta chỉ việc nhập vào đây là 1800.
Đấy, thì nó sẽ rơi vào cái cung gọi là cung thanh quý. Cung này thì nó nằm trong cái khoảng thiên tài thì quá tốt rồi. Khoảng này thì nó sẽ giúp cho gia chủ luôn may mắn về tài lộc, năng tài, đắc lợi. Con cái thì được nhờ vả hiếu thảo, gia đình thì chí thọ an vui. Chứ nếu lỡ may chúng ta không may chúng ta vào cái cung hệ quả này thì các bạn sẽ thấy rằng chủ nhà sẽ luôn bị đau ốm, chết chóc, mất của, vợ chồng thì bất hòa, con cái thì bị tai nạn bất ngờ. Đấy, các bạn lưu ý nhé, nó khác nhau là như vậy. À, về phong thủy cho một ngôi nhà chúng ta có rất nhiều cách, ví dụ như những cái cách mà chúng ta kích tài kinh lộc trong căn phòng. Chúng ta phải hiểu rõ được cái vị trí nào là những vị trí đón tài lộc, những vị trí nào là những vị trí chúng ta mất tiền của. Thế nên chúng ta phải xác định rõ vị trí đấy và hóa giải bằng những cái biện pháp khác nhau. Ví dụ như vật phẩm phong thủy, có rất nhiều các cái vật phẩm phong thủy chúng ta đã từng sử dụng, ví dụ như là chuông gió này. Đấy, chuông gió phong thủy nó rất là mạnh. Hai nữa là gì ạ? À, là bát quái, gương cầu lồi, gương cầu lõm. Đấy, các bạn thấy được. Hay là thứ ba là những cái con vật như thế là tỳ hưu hay là quả cầu về phong thủy. Đấy, nó có rất nhiều những cái mà chúng ta sẽ kích tài kích lộc cho gia chủ được. Thế nên cái yếu tố vì sao là những khách hàng mà đã làm thiết kế với Mark Home rồi là lại luôn giới thiệu đến bạn bè, đến anh em họ hàng, bởi vì sau khi họ có xong cái bộ hồ sơ thiết kế hay là sau khi họ thi công xong, những khách hàng đấy sẽ luôn làm ăn nên làm ra, thế nên là người ta sẽ giới thiệu truyền miệng tai nhau rất là nhiều. Đấy, vậy nên là các khách hàng của Mark Home sẽ ngày càng đông, ngày càng đông. Hồ sơ thứ hai tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn, đấy chính là phần kết cấu mà đa số các công ty người ta không muốn đi chi tiết vào trong cái bạn này, bởi vì đây là cái phần mà họ có thể ăn bớt được. Nhưng mà đối với là cái cách làm việc của Mark Home thì chúng tôi rõ ràng, đấy, rõ ràng ngay từ đầu. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi công trình đấy là một cái sự tâm huyết ở trong đấy. Đấy, thế nên là trong cái phần kết cấu này nó sẽ thể hiện rất là rõ sắt thép sử dụng bao nhiêu cây, phi 18, phi 20, hay cách đan như thế nào, khoảng cách ra làm sao. Thì các bạn sẽ nhìn vào, các bạn sẽ biết ngay. Đấy, với những đơn vị mà người ta thi công ấy thì người ta sẽ tính làm sao cho mà sắt thép nó bé nhất, rồi là hệ cột, hệ dầm nó làm sao nó nhỏ nhất. Đấy, các bạn phải lưu ý cái vấn đề đó. Như công trình này thì chúng tôi đã xác định là phần ép cọc bê tông là cái biện pháp chủ đạo trong cái phần hệ móng của gia chủ nhà anh Hùng. Đấy, về cọc bê tông thì chúng ta có rất nhiều loại, ví dụ như cọc 200 x 200, cọc 300 x 300 hay là cọc 250. Nói chúng ta có rất nhiều loại để chúng ta sử dụng, thì nó tùy thuộc vào tải trọng. Với những công trình 2 tầng thì các bạn chỉ cần lựa chọn cọc 200 x 200 là đã phù hợp rồi. Đấy, tiếp theo đấy thì chúng ta sẽ thấy được những cái phần bố trí sắt thép đây. Các bạn thấy những cái đài móng này. Đấy, rất là rõ ràng bao nhiêu cây phi thép 18 bố trí ra làm sao. Đấy, chính vì cái cách rõ ràng như vậy mà Mark Home lại ngày càng được mọi người tin tưởng hơn. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như chúng ta ăn bớt, chúng ta đặt cái giá trị lên trên công trình thì chúng ta sẽ không có tương lai được. Đấy, đấy là cái mà tôi luôn nhắc nhở rất rất các anh em kỹ thuật ở dưới, là chúng ta phải tính công trình là gì, phải dư tải trọng. Dư tải trọng ở đây là gì? Để chúng ta chịu được những cái phần ảnh hưởng của bên ngoài, ví dụ như đường cái này, đường nhựa này. Nhờ những công trình mà ô tô chúng ta chạy qua liên tục, mặc dù tải trọng công trình đã tốt rồi, nhưng nếu chúng ta không biết cách tính dư, cách tính chống những cái phần rung chấn, tránh những cái phần rung chấn ở bên ngoài, thì rõ ràng sau một thời gian là chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ bị nứt nứt cổ trần hay là nứt cổ rằm. Đấy, tương tự hay là động đất ở cấp độ nhỏ, chúng ta cũng phải có những cái bước tính, hay là nhà bên người ta ép cọc, người ta thi công những công trình lớn, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái hệ kết cấu của chúng ta. Thế nên là để mà làm một công trình thì chúng ta phải tính tải trọng bao giờ cũng phải dư lên một chút. Đấy. Đấy, còn đây là các bảng thống kê, nên là các bạn yên tâm khi mà các bạn đã làm việc với lại Mark Home thì mọi cái chúng tôi đã tính toán rồi, và chúng tôi đã thi công hàng ngàn ngôi nhà rồi, nên các bạn hoàn toàn có thể đặt niềm tin và độ tin tưởng đối với lại Mark Home chúng tôi. Hồ sơ thứ ba đây chính là phần hồ sơ về điện nước. Đấy, điện nước thì nó không có quan trọng, nhưng tuy nhiên nó lại là phần nó thể hiện lên được cái xu hướng cũng như thế là cái công năng của chúng ta sử dụng hàng ngày. Rất nhiều những cái câu chuyện cười ra nước mắt, ví dụ như là gì ạ? Ví dụ như là không may chúng ta đóng cái đinh vào tường lại chập trái đường dây. Đấy, hay là không may chúng ta đang gọi bạn bè đến ăn lẩu, chúng ta bật hai ba nồi lẩu cùng một lúc là nó sẽ bị nhảy át, bị tắt điện liên tục. Đấy chính là do cái sự không biết tính toán vào trong cái phần bố trí những cái hệ đường điện của chúng ta. Đấy, các bạn phải hiểu rõ, chúng ta phải phân biệt ra các lộ, những cái đường dây.
Để làm sao để cho nó gánh công suất được. Đấy, chứ không phải chúng ta cứ hết tập trung hết vào trong một đường dây, trong một ngôi nhà, đến khi chập cháy là cả nhà chúng ta mất điện. Đấy, nó rất là khó xử lý. Đấy, thì video ngày hôm nay thì tôi đã vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ sơ rất là chi tiết của nhà anh Hùng, địa điểm là tại Thanh Hóa. Sau công trình này thì chúng tôi sẽ quay những cái bộ video thực tế sau khi bàn giao xong, và các bạn luôn yên tâm rằng là gì ạ, là thiết kế đã đẳng cấp rồi thì chắc chắn công trình ra thực tế nó cũng sẽ đẹp ngất ngây thôi. Video ngày hôm nay thì tôi xin dừng lại tại đây thôi. Các bạn nào có nhu cầu thiết kế xây dựng trọn gói, các bạn nhanh tay liên hệ qua số online chúng tôi là 096 445 8858 hoặc là 0828 133 333. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.